Kính chào quý vị và bà con nông dân đang theo dõi chuyên mục Nông nghiệp nông thôn Thái Nguyên. Trong mục nhà nông cần biết lần này là những hướng dẫn của Trung tâm khuyến nông quốc gia để bà con phòng chống rét cho đàn vật nuôi trong vụ đông. Tiếp theo là phóng sự tiếp tục triển khai chuyển đổi số trong ngành nông nghiệp của tỉnh. Nhưng trước hết sẽ là những thông tin trong tiểu mục chuyện nhà nông. Ngay sau đây là những tin tức trên lĩnh vực sản xuất nông nghiệp ở thời điểm này. Giai đoạn 2018-2023, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã phối hợp với các địa phương và hội nông dân các cấp triển khai trình diễn 363 mô hình hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp, 121 mô hình hỗ trợ phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị gắn với tiêu thụ sản phẩm. Toàn tỉnh có 4.600 hectare đất lúa kém hiệu quả được chuyển sang trồng các loại cây trồng khác có giá trị kinh tế cao các mô hình tập trung vào chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật trong sản xuất lúa, chè, sản xuất an toàn theo tiêu chuẩn Việt Gáp và sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Mô hình dự án về chăn nuôi an toàn sinh học, an toàn dịch bệnh, xử lý môi trường trong chăn nuôi. Các mô hình dự án phát triển kinh tế lâm nghiệp, quản lý rừng bền vững. Vụ đông năm nay, Thái Nguyên có kế hoạch gieo trồng hơn 10.200 ha cây trồng các loại, trong đó cây ngô hơn 3.600 ha, phân đấu năng suất 46,41 tạ một hecta sản lượng đạt 16.800 tấn, còn giao các loại là 6.600 ha, phân đấu sản lượng đạt 116.400 tấn. Ngành nông nghiệp khuyến cáo người dân lựa chọn cơ cấu giống phù hợp và tăng cường ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, gieo trồng, giải vụ để nâng cao hiệu quả kinh tế. Các địa phương được đề nghị bám sát khung thời vụ và diễn biến thời tiết thực tế để điều chỉnh cơ cấu cây trồng phù hợp, chuẩn bị các phương án điều tiết, sử dụng nguồn nước hợp lý, đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu về năng suất, sản lượng. Thưa quý vị và bà con, để chủ động tăng cường phòng chống đói rét cho vật nuôi, giảm thiểu thiệt hại về chăn nuôi trong vụ đông xuân 2023-2024, đồng thời đảm bảo phát triển chăn nuôi hoàn thành kế hoạch năm 2023, Trung tâm Quyến nông quốc gia hướng dẫn biện pháp phòng chống đói rét cho đàn vật nuôi trong mùa đông. 1. Đối với chuồng trại, chủ động gia cố che chắn đảm bảo chuồng trại đủ ấm, không bị mưa tạt, gió lùa và nền chuồng luôn khô ráo, sạch sẽ thường xuyên thay đất độn chuồng và hạn chế rửa chuồng, nhất là lợn con theo mẹ và lợn mới cai sữa. Cần giữ trữ chất đốt như củi, chấu, mùn cưa để đốt sưởi ấm cho gia súc trong những ngày rét đậm, rét hại. Chuẩn bị bao tải gai, bao tải dứa, chăn len để chống rét cho đàn vật nuôi. 2. Đối với vấn đề chăm sóc nuôi dưỡng. Châu bò. Cần cho châu bò ăn đủ no. Một con trâu bò trưởng thành cần ăn 10% khối lượng cơ thể thức ăn thô, xanh và 1% khối lượng cơ thể thức ăn tinh. Một châu bò nặng 300 kg thì một ngày cho ăn 30 kg thức ăn thô xanh và 3 kg thức ăn tinh. Những ngày trời rét để tăng cường sức đề kháng cần cho châu bò uống nước ấm có pha thêm muối ăn với lượng 5 g trên 100 kg thể trọng trên một ngày. Vào mùa đông, lượng thức ăn xanh rất khan hiếm nên cần giữ chữ rơm và các phụ phẩm nông nghiệp khác ngay sau khi thu hoạch để ủ chua và cho châu bò ăn với lượng như sau. Đối với châu bò chăn thả cho ăn 5 đến 6 kg một con một ngày đối với châu bò cày kéo cho ăn từ 10 đến 15 kg một con một ngày và cho ăn thêm cỏ xanh, dơm. Bổ sung các loại vitamin A, D, E, Bicomplex, điện giải để châu bò tăng cường sức đề kháng, phòng chống dịch bệnh tốt hơn. Với lợn, lợn con theo mẹ cần có ô túm để sưởi ấm cho lợn con, đảm bảo nhiệt độ trong ô từ 33 đến 34 độ C. Cho lợn con ăn đầy đủ thức ăn đảm bảo chất dinh dưỡng, uống nước ấm có bổ sung thêm muối natri clorua với lượng 0,1 gram trên 1 kg thể trọng trên ngày. Thức ăn cần bổ sung thêm chất đạm trong khẩu phần ăn. Chất đạm có nhiều trong đậu tương, bã đậu, tôm, cua, cá, thức ăn đậm đặc. Bổ sung các loại vitamin A, D, E, B complex, điện giải để lợn tăng sức đề kháng phòng chống dịch bệnh tốt hơn. Với da cầm, những ngày rét đậm rét hại cần sưởi ấm cho đàn da cầm đảm bảo nhiệt độ trong ô túm từ 33 đến 34 độ C, không thả gà ra vườn khi trời rét, vườn còn ẩm. Cho gia cầm ăn đầy đủ thức ăn, đảm bảo chất lượng, cân đối dinh dưỡng, không ẩm mốc. Bổ sung các loại vitamin A, D, E, B complex, điện giải để tăng cường sức đề kháng của gia cầm, phòng chống dịch bệnh tốt hơn. 3. Về chế độ ăn thả. Những ngày thời tiết có nhiệt độ từ 13 đến 15 độ C, hạn chế chăn thả châu bò, cho ăn tại chuồng hoặc cho châu bò đi muộn về sớm che chắn chuồng trại và sửa ấm cho gia súc, đặc biệt là gia súc non. Những ngày thời tiết rất hại dưới 12 độ C, khi có sương muối và băng tuyết vào ban đêm, sáng sớm, nhốt gia súc trong chuồng có che chắn và cho ăn đầy đủ và sửa ấm. Mặc áo chống rét cho châu bò, nhất là châu bò già và bê nghé. Chỉ thả châu bò ra ngoài khi đã tan xương, có nắng. 4. Chủ động phòng bệnh bằng vaccine. Tiêm phòng đầy đủ các loại vaccine cho gia súc gia cầm theo đúng lịch phòng bệnh để tăng khả năng miễn dịch cho vật nuôi sử dụng một số kháng sinh được phép sử dụng trong hoạt động thú y, trộn vào thức ăn hoặc nước uống cho gia súc, gia cầm để phòng một số bệnh thường gặp khi thời tiết thay đổi đột ngột như hen suyễn, tụ huyết trùng, tiêu chảy. 5. Kiểm tra theo dõi sức khỏe đàn vật nuôi. Hàng ngày bà con cần theo dõi sức khỏe của đàn vật nuôi và có chế độ chăm sóc và điều trị kịp thời khi con vật ốm. Phát hiện sớm khi vật nuôi bị một số bệnh nguy hiểm như tai xanh, lở mồm long móng, cúm da cầm phải báo ngay cho chính quyền địa phương và cán bộ thú y biết để xử lý kịp thời. Trên đây là một số biện pháp kỹ thuật phòng chống đói rét cho gia súc gia cầm trong mùa đông. Các hộ chăn nuôi cần thực hiện tốt các biện pháp trên để nâng cao sức đề kháng của đàn vật nuôi, hạn chế dịch bệnh xảy ra. Thưa quý vị và bà con, chuyển đổi số trong lĩnh vực nông nghiệp được xác định là giải pháp quan trọng trong xây dựng nông thôn mới, tiếp cận xu hướng của thời đại cách mạng 4.0, tạo dựng môi trường hệ sinh thái số nông nghiệp và làm nền móng thúc đẩy chuyển đổi từ sản xuất nông nghiệp sang kinh tế nông nghiệp. Từ sự định hướng của tỉnh, nhiều doanh nghiệp hợp tác xã những năm gần đây ở Thái Nguyên đã tiên phong trong việc ứng dụng công nghệ số để phát triển nông nghiệp thông minh, nông nghiệp công nghệ cao, tạo ra nhiều sản phẩm có chất lượng cao. Một số sản phẩm nông nghiệp chủ lực được người dân đầu tư thành hình thức các chuỗi liên kết sản xuất, tăng nhanh về quy mô, chất lượng cạnh tranh hướng đến sự phát triển bền vững. Với sự trợ giúp của công nghệ, những doanh nghiệp đang gặp khó khăn trong tiêu thụ sản phẩm do ảnh hưởng sau đại dịch Covid-19 có thể giải quyết được vấn đề đầu ra cho nông sản. Để đưa cái nền kinh tế của người dân lên thì bắt buộc những thành viên người lao động tại địa phương Tân Cương nói riêng mà cũng tỉnh Thái Nguyên nói chung thì phải đi theo con đường chuyển đổi số. Chi cục đã phối hợp với các tổ chức cá nhân để thu thập thông tin, thế rồi các dữ liệu để mà tích hợp vào phần mềm. Trên cơ sở đó để mình quản lý một cách hiện đại và tiện ích. Sự chuyển biến ở các đơn vị sản xuất được định hướng ngay từ những cơ quan quản lý nhà nước về lĩnh vực nông nghiệp, xác định chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn là một xu hướng tất yếu trong bối cảnh cách mạng công nghiệp lần thứ tư phần mềm quản lý đánh giá lấy ý kiến sự hài lòng của người dân và cơ sở dữ liệu các xã đạt chuẩn nông thôn mới nông thôn mới nâng cao nông thôn mới kiểu mẫu trên nhiều nền tảng số hóa hồ sơ điện tử thay thế dần việc lưu trữ hồ sơ giấy tổng hợp báo cáo kết quả xây dựng nông thôn mới của các xã so sánh kết quả thực hiện các tiêu chí theo từng năm đã được triển khai thực hiện nhằm đưa ra các kế hoạch giải pháp đẩy mạnh triển khai thực hiện đề án xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025. Văn phòng điều phối là với cái vai trò là cơ quan tham mưu của cái chương trình nông thôn mới cũng như cái chương trình mỗi sáng sản phẩm. Do vậy ở đây là cái việc mà chúng tôi cũng muốn là cùng để tham mưu và thực hiện những cái nội dung này để là nhanh chóng đưa hướng dẫn các cái chủ thể, các cái hợp tác xã thực hiện tốt cái việc mà ứng dụng các cái nền tảng số để mà xúc tiến bán hàng trên cái hệ thống này. Toàn tỉnh có 173 sản phẩm đạt tiêu chuẩn ô cốp từ 3 sao trở lên. Chương trình ô cốp đã tạo ra những tín hiệu tích cực, trở thành động lực để phát triển kinh tế vùng nông thôn. Giá trị kinh tế của các sản phẩm được nâng lên từ 20% trở lên nhờ đạt tiêu chí ô cốp. Toàn tỉnh có 108 trên 126 xã có quyết định công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, đạt gần 86%. 17 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 4 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu, 4 đơn vị hoàn thành nhiệm vụ đạt chuẩn nông thôn mới. Đưa chuyển đổi số vào nông nghiệp nói chung và xây dựng nông thôn mới nói riêng là chủ trương của Đảng và chính phủ. Việc đẩy mạnh chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới là giải pháp tối ưu, xu hướng tất yếu để phát huy hiệu quả các tiềm năng của nông thôn trong bối cảnh hiện nay. Thông tin trong một góc nhìn nông nghiệp đã khép lại chuyên mục nông nghiệp nông thôn Thái Nguyên hôm nay. Cảm ơn quý vị và bà con đã chú ý theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.